Hả? Có muốn đồ không? Khỏe vậy? Cái gì? Sao? Hả? Sao? Dù gì? Anh nói. Anh nói chuyện với tôi. Hả? Sao gì? Đó là gì? Tướng khí hả? Làm gì được tôi? Cái con khỉ móc. Cái con khỉ khô. Cái con khỉ khô á, con khỉ móc á, hả? Nó bị sao? Hả? Nói đi không thuộc lét à, thuộc lét à. Nói đi, nói mình nghe. Tay chào đi. Ha, giỏi. Giơ tay lên. Giơ tay chào đi. Ha, giỏi nè. Con chào ba. Đây lưỡi ra. Đây lưỡi ra. Làm gì? Làm vụ gì mà cứ lê lê cái lưỡi như con thằng lằn vậy? Hả? Ừ. Chị đâm bốc mà. Thôi nha. Không nói chuyện nữa phải không? Không nói chuyện nữa phải không? Phải không? Không nói chuyện nữa hả? Nhìn cái máy ảnh thì em muốn xin cái máy ảnh hả? Cho nè, lấy đi, thả tay lên chụp đi. Lấy đi. Ủa?